Catamaran cao 135 feet đặc trưng với chủ nghĩa hiện đại thời không gian và chỗ ngủ trên boong. Một chiếc siêu du thuyền do Porsche chế tạo đã tung ra thị trường với diện mạo của một thứ gì đó ngoài thế giới này. Đó là ý định khi công ty Royal Falcon Fleet có trụ sở tại Singapore tiếp cận Studio FA Porsche, một công ty con của nhà sản xuất ô tô thể thao mang tính biểu tượng, để giúp chế tạo tàu vũ trụ trên mặt nước, theo cơ quan thiết kế có trụ sở tại Áo. Theo các công ty môi giới Camper và Nicholson, du thuyền dài 135 feet đã chính thức được niêm yết vào đầu tháng này, với mức giá áp dụng. Siêu du thuyền, được gọi là Royal Falcon 1, có thiết kế catamaran, một kiểu mà hai thân tàu song song hoạt động như chân, nâng toàn bộ con tàu lên khỏi mặt nước. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hạm đội Hoàng gia Falcon MA Zaman cho biết hình dạng không chính thống nhằm mục đích phân biệt du thuyền với các du thuyền khác ở St. Tropez hoặc Fort Lauderdale. Bạn thấy 20 hoặc 30 hoặc 40 megayacht đứng ở đó trông khá giống nhau, ông Zaman nói từ tuần lễ thiết kế siêu du thuyền ở London vào năm 2014. Trừ khi bạn nhìn vào tên chiếc thuyền mà bạn không thấy sự khác biệt, ông nói với Superyacht News. Thiết kế catamaran cũng có chức năng bằng cách cho phép các dãy phòng ngủ ở vị trí sang trọng hơn ở hoặc phía trên boong chính thay vì bên dưới. Cách mà các du thuyền một thân tiêu chuẩn thường được sắp xếp, ông nói với Superyacht News. Đúng như lời của ông Zaman, Royal Falcon có 3 cabin dành cho khách trên boong chính, trong khi bộ chính và một cái gọi là VIP suite ở boong trên cho họ tầm nhìn đẹp hơn ra mặt nước, theo danh sách của Camper và Nicholson. Thay vào đó, hai thân tàu được sử dụng để làm cabin cho thủy thủ đoàn 10 người của con tàu, được chế tạo tại Thụy Điển. Siêu du thuyền tiết kiệm nhiên liệu này có tốc độ hành trình 15 hải lý một giờ và có thể đạt tốc độ khoảng 35 hải lý một giờ theo các đại lý niêm yết. Bên trong, Studio FA Porsche thấm nhuần nội thất xa hoa với một chút chủ nghĩa hiện đại của thời đại không gian, bao gồm ghế sofa đa dạng tự do, bảng màu sạch sẽ gồm trắng, xám và đen và cửa kính trượt tự động. Royal Falcon 1 cũng sở hữu một loạt các tiện nghi sang trọng, bao gồm boong trên cùng với bể sục, một quán rượu chính với quầy bar chiếu sáng phía sau và đài quan sát toàn cảnh, cũng như một boong ngoài trời riêng bên ngoài bộ tổng thể. Hình ảnh cho thấy, các nhà thiết kế đã sử dụng những đường nét mượt mà và các cạnh cong hữu cơ có thể nhận ra trên những chiếc ô tô mang tính biểu tượng của Porsche. Chia sẻ hữu ích nhé!